Trực tiếp chung cuộc U23 Việt Nam 3-0 Indonesia, Tiến Linh Hùng dũng ghi bàn. CRV tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp lửa cho U23 Việt Nam. Màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam U23 Indonesia. Trước trận đấu khoảng 30 phút, hàng trăm người tụ tập tại con phố, tạo không khí náo nhiệt. Trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam 0-0 Indonesia. Văn Xuân dứt điểm. Văn Xuân sút bóng từ cự ly gần 30m nhưng không thành công ở phút thứ 5. Sau đó, U23 Indonesia có cơ hội phản công nhanh, song Thanh Bình đã kịp phạm lỗi để ngăn cản tình huống. Trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo trung vệ của U23 Việt Nam. U23 Indonesia nhập cuộc chủ động. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong là đội cầm bóng chủ động sau 10 phút đầu trận. U23 Indonesia đang triển khai nhiều tình huống tấn công biên nhưng chưa hiệu quả. Con trai Văn Quyết trao quả bóng cho tổ trọng tài. Bé Nguyễn Văn Quân sóc con trai tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cầm trên tay quả bóng chính thức của SEA Games 31 và trao cho tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Thể hiện niềm đam mê bóng đá từ nhỏ qua những lần ra sân cùng bố và cổ vũ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, khoảnh khắc đặc biệt này hứa hẹn nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong bé sóc. Đây là lần đầu tiên trong một kỳ SEA Games diễn ra tại Việt Nam, vị trí em bé tháp tùng tuyển thủ ra sân và thực hiện nghi thức trao bóng cho trọng tài được tuyển chọn công khai. Qua chương trình cùng con cưng tháp tùng tuyển thủ ra sân, công ty cổ phần con cưng mong muốn truyền cảm hứng và thắp lên ngọn lửa đam mê trái bóng tròn cho trẻ em Việt Nam. Không có đá phạt cho U23 Việt Nam. Không có đá phạt cho U23 Việt Nam. Lê Văn Đô ngã trước vùng cấm trong tình huống dây bóng ở phút 15, nhưng trọng tài nhận định hậu vệ U23 Việt Nam phạm lỗi. Hoàng Đức sút từ cự ly hơn 20m. Tiền vệ của U23 Việt Nam cầm bóng sộc vào trung lộ và dứt điểm ở phút 18, nhưng tình huống thiếu lực và bóng không đi chính xác. Văn Tùng không thể dứt điểm. Lý Công Hoàng Anh tạo đột biến bằng pha dây bóng dọc biên ở phút 20. Hoàng Anh vượt qua một cầu thủ Indonesia, rồi căng ngang vào trong. Thủ môn của Indonesia đã bị loại bỏ, nhưng Văn Tùng không kịp tạo điểm cắt để ghi bàn mở tỷ số. Việt Anh sút xa, trung vệ U23 Việt Nam dứt điểm từ cự ly hơn 30m. Đường bóng không đủ lực để gây bất ngờ cho thủ môn U23 Indonesia ở phút 24. U23 Việt Nam áp đảo Indonesia. Sau 10 phút đầu trận khởi động chậm rãi, U23 Việt Nam đã đẩy cao đội hình và dồn ép Indonesia trong 15 phút đã qua. Các học trò của huấn luyện viên Park liên tục thử vận may bằng tình huống sút xa nhưng chưa thành công. Khoảnh khắc Tiến Linh dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m là cú sút gần nhất của U23 Việt Nam ở phút 27. U23 Việt Nam thiếu ăn ý. Sau 35 phút, thầy trò huấn luyện viên Park chưa ghi bàn, dù tung một loạt cú dứt điểm về khung thành U23 Indonesia. Chuyên gia Phan Anh Tú bình luận nhanh cùng Dinh về cục diện trận đấu. U23 Việt Nam chơi rời rạc trên sân. Các vị trí của lứa U23 thiếu kinh nghiệm và có dấu hiệu tâm lý, do đó chưa phối hợp ăn ý với các đàn anh là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh. Từ đầu trận, U23 Việt Nam liên tục sút xa. Điều đó phần nào chứng tỏ thế trận bế tắc của thầy trò ông Park, do đó phải sút xa và chờ vào các tình huống cố định. Đây chỉ là trận ra quân, do đó hạn chế của U23 Việt Nam không khó hiểu. Quan trọng là các cầu thủ chơi tiến bộ qua từng phút và kiểm soát trận đấu. Trong thế trận này, U23 Việt Nam vẫn là đội có cửa nhiều hơn để ghi bàn, ông Tú nhận định thêm. Tuấn Tài giải nguy. Pha ra vào không chuẩn xác của Văn Toàn suýt khiến U23 Việt Nam trả giá sau tình huống đá phạt góc của Indonesia ở phút 39. Tuấn Tài đã có mặt kịp thời để đánh đầu giải nguy. Xô sát trên sân, cầu thủ số 13 của Indonesia, Rahmat Irianto, lao vào trả đũa Văn Tùng ở phút 42. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng phản ứng va vào bóng của Irianto, sau đó cầu thủ hai đội lao vào xô sát. Tình huống nhanh chóng kết thúc và trọng tài không rút thẻ. Hết hiệp 1, U23 Việt Nam 0-0 Indonesia. 45 phút khó khăn của U23 Việt Nam. Sau 45 phút, thầy trò huấn luyện viên Park cầm bóng chủ động và tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Văn Tùng và Tiến Linh đã bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội 10-10 của U23 Việt Nam ở hiệp 1. Trong khi đó, U23 Indonesia không có tình huống tấn công đáng chú ý về phần sân U23 Việt Nam. Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định đây chưa phải là U23 Việt Nam mạnh nhất ở SEA Games 31, bởi nhiều vị trí đá chính phần nào đó bị khớp. Tính liên kết giữa bộ ba tuyển thủ Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh và phần còn lại của đội U23 Việt Nam chưa lý tưởng. U23 Việt Nam đã nỗ lực triển khai các pha ban bật ngắn như đội tuyển. Nhưng tính hệ thống giữa các tuyến phòng ngự, giữa sân, hai biên và hàng công chưa thật sự tốt. Trong thế trận đó, U23 Việt Nam phải dùng nhiều tình huống sút xa hoặc xử lý cá nhân của Hoàng Đức và Hoàng Anh. Nhìn chung, đây là hiệp đấu chưa thật sự thuyết phục của U23 Việt Nam, nhưng mọi thứ còn ở phía trước khi mà thầy trò ông Park mới chơi trận ra quân ở SEA Games 31 in, ông Tú phân tích. Hiệp 2 bắt đầu, huấn luyện viên Park rút Văn Tùng khỏi sân, thay bằng Nhâm Mạnh Dũng từ đầu hiệp 2. Tiến Linh đánh đầu,
Tiến Linh chiếm lĩnh không gian và đánh đầu ở phút 47. Bóng đến vị trí thủ môn của Indonesia đợi sẵn, do đó chưa thể tạo khác biệt. Thế chủ động của U23 Việt Nam, thầy trò ông Park đang cầm bóng áp đảo và chủ động tổ chức tấn công để tìm bàn mở tỷ số. Ngược lại, U23 Indonesia đang tập trung phòng ngự và chờ cơ hội để phản công. Thanh Bình giải nguy. Hoa Hari dứt điểm chéo góc ở phút 53, nhưng Thanh Bình kịp soạt bóng cản phá trước khi thủ môn Văn Toàn phải làm việc. 1-0 cho U23 Việt Nam. Tiến Linh là người chạm bóng cuối cùng sau pha dứt điểm của Nhâm Mạnh Dũng, đưa U23 Việt Nam dẫn 1-0 từ phút 55. Trước đó, Tiến Linh khởi xướng tình huống tấn công bằng pha vứt bóng đảo cánh cho Vando. Vando đã thả bóng cho Mạnh Dũng thoát xuống, căng ngang và Tiến Linh kết thúc tình huống. Tiến Linh ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31. Hoàng Anh rời sân, Lý Công Hoàng Anh không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Công đến được huấn luyện viên Park đưa vào thế chỗ, con trai Văn Quyết ăn mừng bàn thắng của Tiến Linh. U23 Indonesia tung Suleiman vào sân. Ethan Suleiman, tiền vệ đang thi đấu ở Slovakia, được huấn luyện viên xin tung vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Ronaldo Quad, tài năng sáng giá khác của Indonesia, cũng xuất trận từ giữa hiệp 2. Hoàng Anh không thể tự di chuyển. Lý Công Hoàng Anh rời sân vì chấn thương từ giữa hiệp 2. Tiền vệ của câu lạc bộ Bình Định cần sự trợ giúp của thành viên ban huấn luyện để di chuyển rời sân. 2-0 cho U23 Việt Nam, Hùng Dũng khởi xướng và kết thúc tình huống của U23 Việt Nam ở phút 74. Sau pha ban bật một chạm với Tiến Linh, Hùng Dũng dứt điểm chuẩn xác bằng má ngoài, ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội. Hai pha dứt điểm liên tiếp không thể mang về bàn nâng tỷ số 3-0 cho U23 Việt Nam ở phút 79. Cú đệm bóng cuối cùng của Tiến Linh đưa bóng đi chạch cột. Thanh Minh đánh đầu dội cột. Hồ Thanh Minh nhận cơ hội ngay ở pha bóng chạm bóng đầu tiên phút 82. Cú tung người đánh đầu của Thanh Minh đưa bóng dội cột. Trước đó, huấn luyện viên Park đưa Thanh Minh và Vũ Tiến Long vào sân. Tiến Linh được huấn luyện viên Park rút ra ngoài. Suleiman dứt điểm. Cú sút của Suleiman là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của U23 Indonesia ở phút 87. Nhưng tình huống không gây nguy hiểm cho Văn Toàn. 3-0 cho U23 Việt Nam. Văn Xuân dứt điểm dội xa ở phút 87. Sau đó, Vando tạt bóng từ biên, nhưng pha xử lý nóng nóng của hàng thủ U23 Indonesia giúp thầy trò huấn luyện viên Park có bàn thứ 3. Hết giờ, U23 Việt Nam 3-0 Indonesia. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I